Người ta nói rằng biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Đội tuyển quốc gia Indonesia, họ có thể biết về đội tuyển Việt Nam nhiều hơn so với đội tuyển Việt Nam biết về đội tuyển Indonesia. Tại sao quý vị? Tại vì cũng là ông huấn luyện viên Shin Tae-yong đã từng chinh chiến với đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo rất nhiều trận, ở rất nhiều giải. Cho nên ít nhiều gì ổng cũng biết từng cầu thủ bên phía Việt Nam chúng ta như thế nào và lối chơi ra làm sao. Và ít nhất ổng cũng đã giành một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Philip Jose ở Asian Cup. Vì vậy mình cho rằng ông Shin Tae-yong có thể bắt bài ông Philip Jose dễ hơn là ông Philip Jose bắt bài ông Shin Tae-yong. Mà bắt bài ông Shin Tae-yong ở đây còn nói rõ hơn, đó là bắt bài các cầu thủ nhập tịch sẽ chơi trong hai trận với Việt Nam. Quan trọng nhất là ông Jose phải bắt bài được đội tuyển Indo ngay sau khi kết thúc hiệp 1 thì cơ hội chúng ta giành chiến thắng mới có. Còn nếu như sau hiệp 1 mà ông Jose vẫn lúng túng, không biết tung ra cái đội hình ở hiệp 2 ứng phó với Indo như thế nào, thì nguy cơ chúng ta sẽ không tận dụng được tất cả những cái lợi thế của đội tuyển Việt Nam về mặt tinh thần chiến đấu một cách cực kỳ thoải mái so với đội tuyển Indo. Và hôm nay trong video clip này chúng ta sẽ nghe Hùng Dũng bắt bài đội tuyển Indo liệu có chuẩn xác hay không. Hùng Dũng nhận định như thế này: tuyển Indonesia không có lối chơi rõ ràng, không phải đội phối hợp nhuần nhuyễn. Tại sao Hùng Dũng nhận định cái này? Bởi vì kinh nghiệm chiến đấu với Indo rất nhiều trận, và không chỉ riêng Hùng Dũng mà mình nghĩ tất cả các cầu thủ Việt Nam nhìn vào đội tuyển Indo trong giai đoạn này, đó là có nhiều cầu thủ nhập tịch. Thứ nhất, nói về vấn đề áp lực thì đội tuyển Indo áp lực nhiều hơn đội tuyển Việt Nam chúng ta, bởi vì họ chơi trên sân nhà. Cái áp lực đầu tiên là áp lực phải thắng, bởi vì đá ở sân nhà, lợi thế sân nhà. Áp lực thứ hai là áp lực từ cổ động viên, nó rất là khủng khiếp. Nếu như mà họ thua, cái sự sỉ vả và chỉ trích nó nặng gấp 100 lần so với bên phía người hâm mộ Việt Nam đã từng chỉ trích ông Philip Jose. Áp lực thứ ba đó là với một dàn cầu thủ nhập tịch tốn kém rất nhiều chi phí tiền bạc, và cả các cái đội bóng ở Đông Nam Á và thế giới đều biết Indo đang tung cái chiêu bài nhập tịch này. Và nếu như họ thua thì họ rất là bẽ mặt. Mà bẽ mặt đây là sĩ diện quốc gia chứ không phải riêng một cái lĩnh vực thể thao không nha. Quý vị lưu ý chỗ này nha. Chúng ta đều biết khi một đội tuyển chơi trên sân nhà thì họ đều có một cái lợi thế riêng. Nhưng cái lợi thế này nếu như cái đội tuyển đó không tận dụng được thì lợi thế đó nó sẽ biến thành áp lực nặng nề khủng khiếp. Còn lợi thế mà họ tận dụng được thì sẽ biến thành động lực và sẽ rất là nguy hiểm nếu như Indonesia biến cái lợi thế sân nhà thành một cái động lực. Họ có những nguồn nhiên liệu, họ đá xuất thần nhập quỷ và họ bỏ qua lối chơi nhuần nhuyễn luôn. Họ chỉ cần tấn công phủ đầu, chấp luôn mỗi cầu thủ nhập tịch chơi mỗi kiểu. Một điều mà mình đã dự đoán ở video trước, đó là bởi vì đội hình của Indo có quá nhiều cầu thủ nhập tịch, mà mỗi cầu thủ thì chơi ở các giải đấu và câu lạc bộ khác nhau. Vì vậy khi mà tập trung lên đội tuyển quốc gia Indo, họ có thể chưa hòa nhập được liền với một cái khoảng thời gian quá ngắn, chỉ có 4 ngày để ra sân luyện tập, để làm sao họ có thể hòa hợp. Thứ nhất là về lời ăn tiếng nói trong phòng thay đồ, rồi hòa hợp với nhau về lối chơi, hiểu nhau, ăn ý với nhau. Thì mình đánh giá ở điểm này họ không thể bằng đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Mặc dù chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta cũng có một cái bất lợi nhỏ, đó là liệu các cầu thủ cựu binh và một dàn cầu thủ trẻ mà ông Philip Jose đưa lên liệu cũng đã hòa hợp, phối hợp nhuần nhuyễn, hiểu ý nhau chưa, hay là nó còn những cái khoảng cách. Nhưng điều này mình không lấy làm lo lắng nhiều, bởi vì trong đội hình mà ông Philip Jose triệu tập lần này không có quá nhiều những gương mặt trẻ mà toàn là những cựu binh. Cho nên một lần nữa mình quánh giá điểm này là chúng ta ăn đứt Indonesia. Hùng Dũng và các đồng đội tỏ ra tự tin trước cuộc đối đầu với tuyển Indonesia, bất chấp việc phải làm khách trên sân Bung Karno với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Tôi nghĩ là tuyển Indonesia đang cố gắng hướng tuyển Việt Nam tới lối chơi thiên về sức mạnh, nghiêng về thể chất nhiều hơn, bởi họ có khá nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Ở chỗ này chúng ta sẽ phân tích làm hai hướng. Một dàn cầu thủ nhập tịch thì có thể họ sẽ chơi theo hai phong cách này. Một là họ sẽ phối hợp rất là ăn ý,
mà khi họ đã phối hợp ăn ý thì chúng ta sẽ không có cơ hội thắng. Nhưng mà khi họ phối hợp rời rạc thì cơ hội chúng ta là có. Mà họ phối hợp rời rạc nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi một ông sẽ chơi theo một kiểu. Nói chung đá bên Indo thì áp lực đến từ khán giả rất lớn. Họ thường đến rất sớm, từ lúc mình khởi động họ đã đến và tạo nên những áp lực cho đội khách rồi. Điều này là kinh nghiệm của một số cầu thủ đã thi đấu ở Indo. Chúng ta biết rằng cổ động viên bên đó họ rất là cuồng nhiệt. Họ cuồng nhiệt không phải từ yếu tố bóng đá không, mà từ vấn đề tôn giáo nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó bất lợi, nhưng nếu những tình huống đầu tiên mình xử lý tốt thì sẽ tự tin hơn. Nếu như dàn cầu thủ nhập tịch của Indo họ hùng hổ xuống đường, họ đánh dồn dập mà họ vẫn không ghi được bàn nào trong hiệp 1, thì qua hiệp 2 họ sẽ chơi rất là bối rối và lủng củng. Và cơ hội giành chiến thắng của chúng ta hoặc bèo nhất là hòa là vẫn có nha quý vị. Quan trọng là các cầu thủ trẻ lẫn các cựu binh của chúng ta có tận dụng được cơ hội hay không, và liệu có đủ vững tinh thần trước một cái sức ép tiếng la hò hét của 80.000 khán giả Indo hay không. Tiết lộ thêm về tình hình tập luyện của đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn cho biết anh hiện vẫn chưa được tập trung cùng Công Phượng do huấn luyện viên Jose gộp đội tuyển quốc gia và U23 lại và chia thành hai nhóm tập ở các khung giờ khác nhau. Trong khi đó thì Hùng Dũng tiết lộ chấn thương rách môi của Việt Anh đã hồi phục khá tốt, đồng thời anh cũng tự tin vào sự chuẩn bị của mình và các đồng đội. Sau vài buổi tập tôi nghĩ toàn đội đang chuẩn bị tốt. Các cầu thủ đang có mặt thi đấu ở V-League và cúp quốc gia nên không mất nhiều thời gian để hòa nhập lại. Và điều này là lợi thế của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indo. Chính vì điểm này cho nên ông Shin Tae-yong ông thay đổi quan điểm 180 độ. Cách đó vài hôm thì ông cam kết với Liên đoàn bóng đá Indo là ông sẽ giành chiến thắng 2 trận. Nhưng sau đó mới tối hôm qua ông đã thay đổi quan điểm. Ông cho rằng rất khó để giành chiến thắng trước Việt Nam trên sân khách bởi vì áp lực quá lớn. Thứ hai, cái điều mà ông lo lắng ở bên trong đó là mấy ông nội nhập tịch và mấy ông nội cầu thủ nội địa của Indo đó có thể nó còn lủng củng rời rạc lắm. Quý vị nghĩ đi, mỗi một cầu thủ chơi ở cấp độ châu Âu, tự nhiên bây giờ họ xuống họ chơi cấp độ đội tuyển, mà đội tuyển Đông Nam Á, thì nó có một cái tôi nhất định. Cộng với cái việc mà ông Shin Tae-yong nếu như làm không tốt vai trò của một người thầy làm sao hàn gắn các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Indo nội địa lại với nhau, thì mình nghĩ rằng khi họ ra sân có thể là chúng ta nhìn thấy cái bên ngoài đó là đội tuyển Indo, nhưng cái bên trong đó là trong phòng thay đồ tay bắt mặt mừng. Nhưng mà mỗi một người khi ra sân coi chừng lại đá theo một kiểu. Với trận lượt đi, có lẽ toàn đội sẽ cố gắng giành điểm trước khi trở lại thi đấu tại sân nhà, qua đó hướng tới mục tiêu đi đến vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Và nếu như đội tuyển Việt Nam, một đó là giữ hòa được Indo trên sân khách, thì qua trận ở sân Mỹ Đình, chúng ta sẽ chơi nó cực kỳ thoải mái, Indo sẽ cực kỳ nặng nề, áp lực nó còn khủng khiếp hơn trên sân Bunkano nữa. Qua những buổi tập, ban huấn luyện sẽ đánh giá điều quan trọng nhất là làm sao để giành điểm trước đối thủ, thì mình phải chọn con người làm sao cho phù hợp, chứ không để đưa tất cả những gì mình muốn được. Tôi nghĩ sẽ là sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Và đây, vấn đề mà người hâm mộ còn đang lo lắng, đó là khả năng sử dụng người của ông Jose, nó rất là lúng củng. Chúng ta đã phân tích những cái lợi thế và bất lợi bên phía Indo. Rõ ràng là chúng ta vẫn có những cái lợi thế riêng, nhưng mà cái bất lợi lớn nhất đó chính là ông huấn luyện viên Philippe Jose. Mà phải nói là bây giờ ai cũng phải thừa nhận, thứ nhất, cái tôi ngạo mạn, rồi hay sử dụng chiến lược trẻ hóa bất chấp, và thậm chí là có những cái phát biểu mà muốn gây hấn đối với cổ động viên. Đây là một cái điểm yếu của ông Philippe Jose. Và chuyện gì xảy ra nếu như lần này đội tuyển Indo chơi không thật sự tốt mà ông Philippe Jose vẫn không giành chiến thắng? Thì đừng nói nữa, đưa ổng thẳng về Pháp giùm tôi, cho ổng đi bán rượu vang giùm tôi, đừng nói tới ông Philippe Jose nữa nha quý vị, nhớ nha, đừng nói tới ông Philippe Jose nữa. Ok, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.